75 năm về trước, ông Nguyễn Hữu Phúc vừa tròn 20 tuổi, nguyên ủy viên Ban Thanh vận Hà Nội. Ông cùng nhiều cán bộ khi đó tổ chức các buổi tuyên truyền và giải thích cho người dân về ý nghĩa của bầu cử. Trong ký ức của ông, ngày ấy đường phố đỏ màu cờ, người dân mặc những tấm áo đẹp nhất như ngày Tết để đi bầu cử. Nhưng mà mình bằng nhiều hình thức tuyên truyền, ô tô cắm cờ đỏ đi quảng cáo, người ta đón cái ngày bầu cử nó cái không khí như là một ngày Tết. Ngày đầu tiên được thực hiện quyền công dân của một nước độc lập, có những điều mà ông Phúc không bao giờ quên. Thì lúc đó cái mù chữ còn nhiều đấy, cho nên là nhiều người phải có một cái tổ viết hộ đấy, nhờ người đi bầu viết hộ và nhờ cả cái tổ chức của cái tổ bầu cử đó viết hộ, cũng là dân, cũng dân nghèo đó. Ký vào cái việc mà mình đã bỏ phiếu rồi đó, thì ký vào đó thì mình điểm chỉ đấy, nó có hai cái đó mà tôi nhớ nhất. Và đây là một trong những tấm thẻ cử tri năm 1946. Người còn lưu giữ tấm thẻ này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức. Khi đó, ông mới chỉ có 5 tuổi. Cũng là một kỷ vật của ông bố tôi để lại. Thì các cụ chắc là rất trân trọng các cái tấm thẻ cử tri. Cầm cái thẻ cử tri ấy cũng là một cái lòng tự hào, là người công dân của một nước độc lập. Phiếu cử tri ngày đó có thể sử dụng 2 lần, với những lời ghi chú hướng dẫn chi tiết. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức cho rằng đây là tấm thẻ đặc biệt nhất mà ông từng lưu giữ. Cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 đã thành công trên phạm vi cả nước, cũng thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng quyền làm chủ của nhân dân. Tin ở cái lá phiếu, người ta tin tưởng rằng tức là người ta bầu được những cái người mà hết sức là vì dân vì nước. Đã 75 năm trôi qua, những lá phiếu có thể thay đổi về hình thức, thế nhưng người dân vẫn tin vào sứ mệnh thiêng liêng của những lá phiếu cử tri.